áo trắng tinh khôi, chúng tôi mang cho đời những niềm vui, những hy vọng về sự sống và tình yêu con người nơi đây. Niềm tin rực cháy ân cần bên em, chúng tôi chăm lo từng giấc mơ nhỏ, nhẹ nhàng bên anh chất chiu dù ngày tháng trôi nhanh. Biết chăng giọt nước mắt long lanh khi sự sống mong manh. Niềm tin đưa chúng tôi đến đây, nơi ấm áp tình người, nơi hạnh phúc giản đơn chỉ là nụ cười, mà nỗi đau dày dứt khôn nguôi. Tình yêu nghề y vẫn tận, vì cuộc đời là hạnh phúc luôn ở trong tim. Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, thay mặt là lãnh đạo tập đoàn Bảo Sơn cũng như là lãnh đạo của bệnh viện Bảo Sơn, xin gửi lời chúc đến những thiên thần áo trắng những lời chúc về sức khỏe, bình an và luôn luôn đem lại những niềm hạnh phúc cho những bệnh nhân trong quá trình điều trị. Chúc mừng ngày 27 tháng 2.